bạn, chào mừng các bạn đến với buổi tập của Nhất và Vợ. Ở nhà thì không có cái gì hết, có cái gì xài cái đó các bạn cùng theo dõi buổi tập nha. Buổi tập của mình hôm nay là một buổi sáng, mình sẽ đánh lumber rồi tất cả các bài tập, nói chung là hỗn hợp, chỉ gói gọn trong vòng 13 phút thôi, nhưng mà sẽ đổ mồ hôi nhiều lắm, theo dõi nha. Thank you.
đã theo dõi video clip của mình. Vừa rồi là một cái buổi tập của hai vợ chồng nhà mình, thì ở nhà có hai vợ chồng đi tập cho nhau như vậy thôi các bạn ha, nhưng mà duy trì cái sức khỏe. Cảm ơn các bạn theo dõi, hãy nhấn một like, một share, đừng quên đăng ký kênh của Nhất nha.